Hello, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tông màu với tranh ảnh chân dung cô gái nhé, cùng tông màu với mình nhé. Shimmer mình sẽ tô màu đỏ. Mái tóc màu nâu, mình sẽ tô màu hồng. Chiếc quần màu xanh dương, các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong cái tranh hình của cô bé. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video.
video tiếp theo của mình.